huấn luyện viên Park Hang-seo đã thể hiện sự quan tâm đến việc dẫn dắt đội tuyển Thái Lan thông qua Chan Ting Kerk. Thông tin về việc Park Hang-seo có thể thay thế Mano Polking để trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan đã nổi lên trên các phương tiện truyền thông Thái Lan. Trong một cuộc phỏng vấn trên một kênh YouTube tại Thái Lan, huấn luyện viên người Hàn Quốc cho biết, "Tôi đang quan tâm đến vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan và sẽ xem xét cơ hội này nếu có đề nghị phù hợp." Hôm ngày 19 tháng 11, ông Park tiếp tục khẳng định sự sẵn sàng của mình để bắt đầu đàm phán một cách nghiêm túc về việc dẫn dắt đội tuyển Thái Lan nếu có sự đồng tình từ cả hai phía. Ông cũng tuyên bố rằng anh không ngại bị người hâm mộ Việt Nam phản đối nếu anh nhận lời mời để dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Trang Tin Cấp thậm chí còn cho biết rằng người hâm mộ Thái Lan rất muốn thấy huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển quốc gia của họ. Đội tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Mano Polking đã trải qua chuỗi trận thất bại. Họ gần đây đã để thua đội tuyển Trung Quốc với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà, khiến cho việc giành quyền tham dự World Cup 2026 trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trong vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, Thái Lan nằm trong bảng đấu cùng với Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore. Tình hình này khiến người hâm mộ Thái Lan tỏ ra rất thất vọng và kêu gọi sa thải huấn luyện viên Polking. Phóng viên Wisut Damri cũng cho biết rằng người hâm mộ Thái Lan rất hào hứng với việc huấn luyện viên Park Hang-seo có thể đảm nhiệm vị trí này. Park Hang-seo đã thể hiện sự kỷ luật và đẳng cấp cao trong quá trình huấn luyện đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ông luôn đối xử công bằng với tất cả các cầu thủ, bất kể họ là siêu sao hay tài năng trẻ. Nếu nhận được đề nghị phù hợp từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo sẵn sàng thay thế ông Polking để dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.